Chào mừng các bạn đến với cửa hàng mypet.tk. Mình kinh doanh thức ăn và phụ kiện thú cưng và thuốc thú y. Mypet.tk là trang web đó các bạn. Mypet.tk thay vì người ta .vn.com mình .tk cho nó gọn. Ok, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một loại thuốc có tên là Cantrix. Thuốc này là chuyên trị đạn. Ở người nó cũng có thuốc Cantrix nữa các bạn. Ở thú cũng có luôn. Thuốc này nó hiệu quả cho trị đạn. Ok. Thuốc này ghi toàn tên nước tiếng nước ngoài không ta? Xem to tiếng Việt kèm theo. Ok. Ở ngoài là thành phần gồm có là sao nó mờ quá vậy ta? Mỗi một viên thì nó có chứa 10mg của canidazone. Ok. Mình lấy cái to tiếng Việt ở bên trong mình đọc. Và mỗi một dĩ, ở mỗi một hộp nó có 10 dĩ. Mỗi một dĩ nó có 10 viên, mình thì mình bán theo vĩ các bạn. Chứ mình bán nguyên hộp thì nó nhiều quá. Khách khó mua. Mình bán từng dĩ đi, chẳng hạn như mình xài viên nào mình xài, còn cái nào mình không xài mình để đó thì nó dẫn kính thì thuốc đó sẽ không có hư. Ok các bạn, thành phần công dụng là trị bệnh loét miệng do Trichomonas ở chim cảnh nè, bồ câu, gà, gà tây, còn gọi là bệnh can cơ bồ câu. Chim gà mắc bệnh thường có nhiều bợn trắng hoặc vàng, vết loét hoặc những cái nốt nhỏ đóng ở miệng, hầu họng giảm ăn, không nuốt được thức ăn, nhiều dịch nhầy ở miệng, thực quản và diều, dễ nôn ở thức ăn, tiêu chảy, uống nhiều nước. Đường dùng thuốc, đường miệng, cách dùng chú một lần duy nhất. Chim nhỏ, bồ câu chưa tách bầy, gà, gà tây nhỏ, mỗi con dùng nửa viên trên một lần. Chim lớn thì bồ câu đã tách bầy, gà, gà tây lớn, mỗi con chú một viên một lần. Đối với bồ câu, để đảm bảo hiệu quả trong phòng trị bệnh của Cantrix, nên cho đàn uống thuốc khi phát hiện ra có con mắc bệnh. Bồ câu nhỏ nên phòng bệnh. Ok. Lúc tách bầy, bồ câu trưởng thành nên cho uống lúc bắt cặp hoặc lúc nửa đầu giai đoạn ấp để phòng bệnh lây truyền cho bồ câu mới nở. Chống chỉ định không dùng cho vật nuôi mặn cảm với các thành phần của thuốc. Cái này mình nghe nhiều. Tác dụng không mong muốn khi dùng theo liều chỉ định, không gây bất kỳ tác động không mong muốn nào. Quá liều dùng gấp 30 lần chỉ định không gây bất kỳ tác dụng không mong muốn nào. Trong trường hợp dùng liều quá cao so với hướng dẫn có thể gây ói mỡ sau 3 đến 6 giờ dùng thuốc. Ok, nói chung mình sử dụng thuốc hay không nên dùng quá liều. Mà dùng quá liều trong vòng một quá thông thường là đường uống quá liều 2 lần, 4 lần ok các bạn, không có gì. Nhưng mà trong đây nó nói là dùng gấp 30 lần chỉ định, có nghĩa là quá liều 30 lần. Uống hướng dẫn uống lần viên mà các bạn cho uống 30 viên á thì cũng không gây tác động gì, tại vì thuốc này thuốc tốt. Thuốc tốt thường là nó vậy các bạn. Còn thuốc mà không tốt thì quá liều cỡ chừng 5 lần là nguy hiểm. Không có thông tin, tương tác thuốc không có thông tin, dùng trong thời gian mang thai, cho sữa hoặc đẻ trứng, an toàn cho chim, gia cầm, giống hoặc đẻ trứng. Nói chung là thời gian mang thai, cho sữa, đẻ trứng đều dùng được. Tính chất dược lý. Ok, mấy cái này mình có thể tự nghiên cứu thêm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích, hãy bấm like và chia sẻ để nhiều người cùng xem.